Thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm qua, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng là xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp đang tái diễn tại thành phố Vũng Tàu và đang có chiều hướng gia tăng vào dịp cuối năm. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đang quyết liệt ngăn chặn và xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê xây nhà trái phép. Đây là một trong ba căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vừa bị lực lượng chức năng cưỡng chế tại phường 12, thành phố Vũng Tàu. Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này cứ lặp đi lặp lại là do khu vực này nằm trong vùng quy hoạch treo đã nhiều năm. Người dân vì nhu cầu nhà ở mà vẫn bất chấp những quy định của pháp luật xây dựng nhà trái phép. Còn cơ quan chức năng thì vẫn căn cứ theo những quy định của pháp luật để xử lý. Và khi nào các dự án treo chưa được xóa bỏ thì sẽ còn nhiều căn nhà xây trái phép bị cưỡng chế như thế này. Đáng nói là sở dĩ tình trạng này có thể ngang nhiên như vậy là do có sự móc nối của cán bộ đô thị. Điều này đã được chủ thầu thừa nhận trước cơ quan điều tra. Mình nhận của chủ nhà bao nhiêu tiền? Lần đầu tiên em ứng của chủ nhà 120 triệu là em nói tiền này là để em giả tiền vật tư mấy tiền nhân công. 40 triệu là em mới đưa cho bên anh Mỹ, anh kêu là để anh chia cho anh em. Mới đây cũng đã có 3 cán bộ bị khởi tố về hành vi này. Việc cán bộ có những biểu hiện bao che, dung túng, tiếp tay hay bảo kê cho tình trạng xây dựng không phép trái phép trên địa bàn của Vũng Tàu cần phải xử lý kiên quyết và nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Theo ông Hà, để ngăn chặn tình trạng bảo kê xây nhà không phép, thành phố Vũng Tàu đang rà soát các dự án chậm triển khai để kiến nghị tỉnh dỡ bỏ quy hoạch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật.